Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 tại Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, một vụ cháy nghiêm trọng đã bùng phát tại ngôi nhà 5 tầng đang được sử dụng cho thuê nhà trọ. Tầng 1 của tòa nhà này là một cửa hàng sửa chữa xe máy và xe đạp điện, nơi đã xảy ra nhiều tiếng nổ lớn khi đám cháy bắt đầu. Nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng hô hoán cháy và thấy một người vào xin bình cứu hỏa. Ngay lập tức, mọi người đã mang khoảng 10 bình chữa cháy ra để xịt lửa, nhưng hầu như không có hiệu quả do cháy quá lớn. Do nằm sâu trong ngõ nhỏ, nên khi xảy ra hỏa hoạn, những người sống trong căn nhà trọ ở Trung Kính gần như không còn đường thoát thân. Ở phía ngược lại, cơ quan chức năng cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường, cứu hộ, cứu nạn. Ngõ nhỏ chính là nguyên nhân khiến cho lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn để có thể tiếp cận hiện trường. Xe chữa cháy đều phải dừng bên ngoài ngõ 119 Trung Kính. Cán bộ chiến sĩ sau đó buộc phải di chuyển vào bên trong cách đó vài trăm mét. Khu đất bị các căn nhà chung quanh quay gần như bốn phía, chỉ có một ngõ nhỏ để ra vào. Phía bên trong, xe máy, xe đạp điện bốc cháy dữ dội, trở thành rào cản đầu tiên khó có thể vượt qua. Thảm họa vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân cách đây vài tháng chưa nguôi ngoài. Cả nước lại bàng hoàng trước vụ cháy vào rạng sáng 24 tháng 5 ở một nhà trọ trong ngõ 43, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy. Những vòng hoa trắng toát đến phủ phàng ở đám tang của những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ cháy ở Hà Nội. Đau xót hơn là cả các nạn nhân này, hầu hết đều dưới 30 tuổi. Trong vụ cháy ấy, có một nạn nhân là một nam sinh sắp ra trường. Chiều qua vừa xin mẹ 70.000 để ăn nốt bữa nay, để mai sẽ về với mẹ. Có người là một lao động chính, cho một mái nhà siêu vẹo với bố mẹ già, con nhỏ, vợ vừa qua phẫu thuật. Còn có hai người trẻ yêu nhau, cùng nhau vun vén, nỗ lực, chắc bóp, để cuối năm có thể làm một đám cưới. Thế nhưng, chưa có một đám cưới nhưng đã có hai đám tang. Vụ cháy 14 người chết ở Hà Nội, công an khởi tố vụ án để điều tra. Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ cháy 14 người chết để xác minh hai nội dung gồm trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ và trách nhiệm quản lý nhà nước. Ngày 25 tháng 5, nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy 14 người chết tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để điều tra. Cơ quan công an sẽ xác minh hai nội dung: xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ tại phố Trung Kính và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ cháy 14 người chết xảy ra lúc 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương. Đến chiều 25 tháng 5, quận Cầu Giấy cho biết đã xác định được 14 danh tính nạn nhân tử vong và tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện rà soát, kiểm tra tất cả nhà trọ trên địa bàn, việc rà soát hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Chưa có một đám cưới nhưng đã có hai đám tang. Vụ cháy 14 người chết tối qua đã khiến nhiều gia đình phải chia ly, trong đó có cặp đôi 27 tuổi dự định sang năm cưới. Đến chiều ngày 24 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy 14 người chết xảy ra ở phố Trung Kính, Hà Nội. Mọi hoạt động ra vào tại con hẻm vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt. Cũng liên quan đến vụ cháy này, hiện cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính 11 trên 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Đối với các nạn nhân đã xác định được danh tính, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục để bàn giao về gia đình, tổ chức an táng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính 3 trường hợp còn lại. Lúc gần 19 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà tang lễ Cầu Giấy, nhiều thân nhân của các nạn nhân trong vụ cháy vẫn có mặt để chờ kết quả giám định ADN. Một người đàn ông cho biết, sáng nay có một gia đình nhận trường hợp đó rồi, nhưng lại không phải. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định mẫu ADN. Họ nói 22 giờ cùng ngày mới có kết quả. Cũng theo người đàn ông này, ông là bác ruột của anh NXH, tên viết tắt, 27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, một trong số những nạn nhân trong vụ cháy 14 người chết. Người đàn ông thở dài, nó và người yêu tên H cùng quê, cùng tuổi và cùng khu trọ.
hai đứa nó đã tính đến chuyện cưới sinh rồi, nhưng năm nay chưa được tuổi, đành phải gác lại để lo công việc, học tập. Ai ngờ rằng xảy ra cơ sự này. Vụ cháy 14 người thiệt mạng, có nạn nhân mới lấy chồng 2 tháng. Khi biết thông tin về vụ cháy 14 người thiệt mạng ở phố Trung Kính, anh V, tên viết tắt, tìm đến hiện trường, sau đó là nhà tang lễ Cầu Giấy, mới hay chị gái nhà bác mới lấy chồng 2 tháng, không may đã tử vong. Vụ cháy 14 người thiệt mạng ở phố Trung Kính xảy ra rạng sáng ngày 24 tháng 5. Các nạn nhân tử vong được đưa đến nhà tang lễ Cầu Giấy để lo hậu sự. Ngồi thất thần bên ngoài nhà tang lễ, anh V, quê Bắc Ninh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, đau đớn cho hay chị H, tên viết tắt, con nhà bác ruột, là một trong số những nạn nhân xấu số tử vong trong vụ cháy ở phố Trung Kính. Theo anh V, sáng nay anh đến trường. Trong lúc học, anh V thấy tin báo về vụ cháy trên mạng xã hội và ở khu vực Trung Kính, nơi người chị gái thuê trọ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh V gửi tin nhắn qua Messenger nhưng chị không trả lời. Bấm điện thoại, gọi chị cũng không liên lạc được. Anh V bỏ học, chạy đến khu vực xảy ra đám cháy, sau đó tìm đến nhà tang lễ Cầu Giấy thì biết người chị đã tử vong. Chia sẻ thêm, anh V cho hay chị H mới lấy chồng được khoảng 2 tháng. Trước đó, chị thuê trọ ở phố Trung Kính được khoảng hơn 1 năm. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng ở cùng nhau tại địa chỉ trên. Chị H làm công việc liên quan đến tiếng Nhật. Anh V nói, nhà tôi ở Bắc Ninh, hôm thứ Ba vừa qua, tôi còn sang nhà chị để hỏi đưa chị lên Hà Nội. Nhưng chị tôi không đi, để hôm sau lên cùng em trai ruột. Không ngờ, hôm đó là lần gặp cuối của tôi với chị. Ghi nhận tại khu vực nhà tang lễ Cầu Giấy, sáng 24 tháng 5, an ninh được thắt chặt. Bên ngoài nhà tang lễ, có sự xuất hiện của người nhà các nạn nhân trong tâm trạng buồn bã, rầu rĩ. Song song với công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương, việc lo hậu sự các nạn nhân xấu số cũng được các cấp chính quyền Hà Nội tiến hành khẩn trương. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy và ông giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ cháy. Lời kể bàng hoàng của nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người thiệt mạng tại Hà Nội. Sáng 24 tháng 5, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiếp nhận 3 nạn nhân từ một vụ cháy xảy ra tại ngõ 119 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin từ bác sĩ Bùi Hồng Giang, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện, các nạn nhân được đưa vào viện cách nhau khoảng 30 phút. Trong số 3 nạn nhân, có một cặp vợ chồng đang được điều trị tại khoa cấp cứu với các triệu chứng về hô hấp. Ngoài ra, một cụ bà lớn tuổi cũng đã được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng và cần thở oxy. Tình trạng của cụ đã cải thiện và cụ đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực vào sáng cùng ngày. Bác sĩ Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị để sẵn sàng cấp cứu cho các nạn nhân. Anh H, tên viết tắt, một trong những nạn nhân cho biết, anh đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng gần 1 giờ sáng và ngay lập tức lửa bắt đầu lan ra khắp các phòng. Nhờ kinh nghiệm từ các vụ hỏa hoạn trước, anh và vợ đã sử dụng vài thấm nước để bịt mũi và miệng và chờ đợi sự giải cứu trong nhà. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa hai vợ chồng anh ra ngoài. Anh H cũng cung cấp thêm thông tin rằng căn nhà bị cháy là một dãy nhà trọ nơi có một cửa hàng kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện ngay tại tầng 1 và gia đình anh mới chuyển đến đây khoảng 2 đến 3 tháng trước. Sự kiện cháy bắt đầu vào khoảng 0 giờ 30 phút và diễn ra rất nhanh với nhiều tiếng nổ. Vụ cháy 14 người tử vong, 3 người trong gia đình, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị nạn. Căn nhà xảy ra vụ cháy, 14 người tử vong là của một nữ phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trung Hòa và khi cháy, 3 người trong gia đình gặp nạn. Theo nguồn tin từ Hội Phụ nữ quận Cầu Giấy, Hà Nội, vụ cháy ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa xảy ra tại nhà một phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trung Hòa. Người này là chị NTAT, tên viết tắt. Gia đình có 7 người, gồm bà nội chồng, mẹ chồng, bố chồng, chồng, chị T và hai con. Vụ hỏa hoạn đã khiến mẹ chồng và chồng chị T tử vong. Bà nội chồng chị T đang cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Còn bố chồng, chị T và hai con sức khỏe ổn định. Sau khi nắm bắt thông tin về vụ cháy xảy ra với cán bộ Hội Phụ nữ, lãnh đạo quận cùng các cơ quan Cầu Giấy
đã vào viện thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát với nữ phó chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trung Hòa. Vụ cháy ở phố Trung Kính, như PLO đưa tin, xảy ra hồi 0 giờ 46 sáng ngày 24 tháng 5, khiến 14 người tử vong. Khu nhà xảy ra cháy gồm hai khối, xây dựng theo kiểu cũ, đã cũ nát. Khối ngoài 2 tầng, giáp mặt ngách là nơi gia chủ 7 người sinh sống. Khối bên trong 3 tầng là cho thuê trọ. Giữa hai khối nhà là khoảng sân, vừa để gia chủ kinh doanh sửa chữa xe máy, xe điện, vừa để xe máy của người thuê trọ. Ngoài gia chủ, ở đây có 17 người khác đăng ký thuê trọ. Đến 1 giờ 26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, 14 người tử vong, 6 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Vụ cháy nhà trọ 14 người thiệt mạng, một nữ sinh thoát nạn vì lý do không ngờ. Một sinh viên nữ cư dân tại khu trọ nơi xảy ra vụ cháy ở Trung Kính là 14 người tử vong, đã kể lại sự việc vào sáng ngày 24 tháng 5. Cô cho biết, tối qua do đi chơi về muộn và chủ nhà đã khóa cổng nên cô đã phải qua nhà bạn ngủ. Sáng nay khi đọc được thông tin về vụ cháy, cô đã vô cùng bàng hoàng. Cô sinh viên cho biết thêm, tối qua khoảng 10 giờ 30 phút, tôi trở về khu trọ nhưng không vào được và đã đi uống nước với bạn. Khi trở lại vào khoảng 11 giờ 08, tôi thấy cửa đã khóa nên đành qua nhà bạn ngủ. Khi vụ cháy xảy ra, vào khoảng 12 giờ 30 phút, tôi không hề hay biết gì vì không quen biết nhiều người ở khu trọ. Đến khoảng 6 giờ 30 sáng nay, khi biết tin về vụ cháy, tôi đã vội vàng trở về khu trọ. Tôi đã rất sốc khi biết sự việc xảy ra ngay tại khu nhà tôi ở. Cô cũng cho biết đã đến phường để lấy lời khai và được thông báo rằng phòng của cô không bị thiệt hại nặng. Về tài sản, cô lo ngại về các tài liệu liên quan đến công việc có thể đã bị hư hại do nhiệt độ cao từ vụ hỏa hoạn, mặc dù xe máy và phòng của cô không gặp vấn đề nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5, ngôi nhà tại ngõ 43 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện, tại tầng 1, đã bốc cháy dữ dội. Lửa lan nhanh và khói đen bốc cao, cùng với tiếng nổ lớn từ bên trong. Ngay khi vụ cháy bùng phát, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với các xe cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 4 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 14 người tử vong và 3 người bị thương, tất cả đều là cư dân của khu nhà trọ này. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng với lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Một ngày sau khi vụ cháy kinh hoàng tại nhà trọ ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 14 nạn nhân không may thiệt mạng. Sáng ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xác định được danh tính nạn nhân và nhận diện 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98 ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, rạng sáng ngày 24 tháng 5. Danh sách các nạn nhân gồm 1. Anh VVG, sinh năm 1998, quê Hải Dương. 2. Chị NTTH, sinh năm 2001, quê Bắc Ninh, vợ anh VVG. 3. Anh TQK, sinh năm 1998, quê Hưng Yên. 4. NXK, sinh năm 2001, quê Hưng Yên. 5. Chị NTM, sinh năm 1995, quê Thái Bình. 6. Bà NTT, sinh năm 1960, chủ nhà trọ. 7. Anh NKH, sinh năm 1982, con trai bà T. 8. Anh NMXH, sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh. 9. Chị PTTH, sinh năm 1997, vợ anh XH, quê Hà Tĩnh. 10. Chị VTL, sinh năm 1999, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà. 11. Chị NTKO, sinh năm 1996, quê Thạch Thất, Hà Nội, đã được gia đình làm thủ tục đưa về nhà. 12. Anh MNT, sinh năm 1987, quê Bắc Cạn. 13. Anh LTT, sinh năm 2000, quê Hưng Yên. 14. Anh VNL, sinh năm 2000, quê Lào Cai. Sau khi vụ cháy xảy ra, các đơn vị liên quan đã phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Hiện tại, theo thống kê các nguồn tiền hỗ trợ, ngân sách thành phố, ngân sách quận và nguồn vận động các tổ chức cá nhân, mỗi gia đình có người tử vong đã được hỗ trợ 75 triệu đồng, mỗi người bị thương được hỗ trợ 43 triệu đồng.
Trước đó vào lúc 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Chỉ ít phút sau, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong và 6 người bị thương. Ngay sau vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm. Vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, không có lối thoát hiểm. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 24 tháng 5, đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel đã nhận được thông tin về một vụ cháy lớn. Theo lời kể của anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội, anh Việt ngay lập tức huy động một nhóm tình nguyện viên lên xe máy và đến hiện trường với trang thiết bị sơ cứu cần thiết như bình thở, sẵn sàng cho mọi tình huống. Chỉ 10 phút sau khi đến, nhóm tình nguyện viên đã phát hiện có nhiều người có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong ngôi nhà trọ. Ngay tức khắc, Fast Angel đã điều thêm một xe cứu thương tới để phối hợp với các lực lượng chức năng tại hiện trường. Theo anh Việt, lúc đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa và yêu cầu đội hỗ trợ sơ cứu của anh hỗ trợ tìm kiếm và sơ cứu các nạn nhân. Để chuẩn bị cho mọi kịch bản, Fast Angel đã thêm 2 xe cứu thương và đứng ứng trực cùng lực lượng y tế 115. Chỉ vài phút sau đó, những người sống sót đầu tiên đã được hướng dẫn ra ngoài. Anh Việt kể, người đầu tiên được cứu là một bà cụ lớn tuổi, người đã được hỗ trợ thở oxy ngay lập tức. Sau đó 3 người khác cũng được đưa ra, họ chỉ bị ngạt khói nhẹ và vẫn có thể tự di chuyển. Anh Việt cũng chia sẻ thêm rằng, hiện trường vụ cháy không có lối thoát hiểm rõ ràng và khu vực hỏa hoạn có một khoảng sân, nơi để khoảng 20-30 chiếc xe máy và xe đạp điện. Những chiếc xe này đã bốc cháy gây khó khăn cho việc chữa cháy và là nguyên nhân khiến nhiều người không kịp thoát thân. Anh Việt chưa hoàn hồn nhớ lại về sự kiện đau lòng đó. Hiện trường hỗn loạn, hàng chục lính cứu hỏa liên tục thay phiên nhau để dập lửa. Bên trong, nhiều phương tiện đã bị hư hỏng nặng và cháy trơ khung. Cảnh sát phá cửa, dùng thang dây cứu được 7 người trong vụ cháy nhà trọ khiến 14 người thiệt mạng. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp như phá cửa và dùng thang dây để cứu 7 người mắc kẹt trong một vụ cháy tại nhà trọ ở Trung Kính. Vụ cháy được báo cáo xảy ra vào khoảng 00 giờ 40 phút ngày 24 tháng 5 tại địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính. Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị như công an phường, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng đội dân phòng phòng cháy chữa cháy của phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai ngay sau khi đám cháy bùng phát, làm cháy nhiều xe máy và xe đạp điện tại khu vực sân. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt khóa cổng chính để tiếp cận và sử dụng thang dây qua cửa sổ tầng 2 để cứu 4 người. Tiếp theo, họ đã phối hợp phá cửa và tiếp tục cứu thêm 3 người khác. Đến khoảng 1 giờ 5 phút sáng, xe chữa cháy từ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07 của Công an quận Cầu Giấy đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Sau khoảng 10 phút chữa cháy, đám cháy đã được kiểm soát, không cho phép cháy lan sang các hộ liền kề. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước để làm mát các cấu kiện và tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Vụ cháy đã làm 14 người tử vong. Trong đó, 10 người đã được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ và 4 người đến nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8. Hiện tại, 3 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Ủy ban Nhân dân phường đang phối hợp với các lực lượng chức năng để ổn định tình hình và hỗ trợ cho các gia đình người bị nạn. Căn nhà bị cháy là một cơ sở cho thuê trọ và sửa chữa xe điện nằm cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m, gồm một nhà 2 tầng và một dãy nhà 3 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng 205m2. Trong đó, 17 người đang thuê ở với tổng số 12 phòng, bao gồm 10 phòng cho thuê và 2 phòng của chủ nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!